look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name, I don't like a bullet. Bet I'm chết mẹ, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Cái này là nó quăng rồi. Không, không phải móc, không phải móc, nó quăng. Six people please, 1, 2, 3, 4, 5, 6, go. If you think, if you think á, không thì nếu, thì nếu như bạn suy nghĩ thì bạn đứng một chỗ chứ đừng có chạy tốn tiền. Thì kiểu vậy, sao vậy biểu mà? You can sleep. you can sleep khi chở chúng tôi. Qua đi mua đầm, shopping. Chết, nó đi mua đầm. Chết. Shopping là gì? Shopping là chết. Chết là gì? Cái đầm. Cái đầm là rét. Rét. Ok, hi mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của cô bé Kiên Giang. Và mình là Amy. Từ hồi nãy giờ quá trời xôn xao mọi người. Kiểu như là gấp á mọi người. Nhưng mà cũng dư rất là nhiều thời gian để lên máy bay nha mọi người. Và đây là một cái chuyến đi mà riêng Amy và tất cả những bạn follow Amy đang rất là mong chờ mọi người. Sau một cái vlog rất là thành công là kể cái chuyến đi Thái năm 2019 đó mọi người, thì chính thức ngày hôm nay là Amy đã được có dịp quay trở lại Thái Lan nha mọi người. Và mong là hả mọi người sẽ cùng Amy đồng hành hết trơn chuyến mà hả chơi một vlog lần này nha mọi người. Dự định là sẽ rất là vui luôn mọi người. Nhưng mà có một chút xíu sự thay đổi về những cái thành viên mà đi trong chuyến đi lần này, mà chỉ duy nhất là hả giữ được một người đó mọi người, đó chính là Hết Tông. Hết Tông lại một lần nữa đi chung với Amy trong cái chuyến Thái Lan lần này mọi người ơi. Lần thứ hai tụi mình đã đi chung với nhau. Đó, Hết Tông người làm nên thành công đó chị. Đa cấp rồi đó chị. Rồi, và thành viên thứ hai. Thành công, mong là vậy. Rồi, thành viên thứ hai, một thành viên cũng khá là hả quen thuộc trên vlog của bé Kim Giang. Một thành viên cho trong Amy Entertainment nha mọi người, Vũ Đức Huy Hoàng. Đó. Đây là thanh niên mà chuyên hả tự lý nghĩ là mình đẹp trai rồi này kia, nhưng mặc sự rất là mắc ói. Rồi, và chị Uyên. Đây chị Uyên này là cái gì Hoàng? Người yêu của Hoàng. Rồi và tiếp theo là con bé cháu của chị Uyên, cũng rất là dễ thương mọi người. Tụi mình đang tính cáp cho Hòa với lại bé này nè. No. Còn nói chứ bé nó còn nhỏ lắm mọi người. Và thành viên cuối cùng thì chắc không cần phải giới thiệu mày nhé. Anh cả yêu. Mấy khúc này, em nghĩ là nếu như mà mọi người khó chịu thì có thể em sẽ thể hạn chế, tại vì hay vậy lắm. Rồi mọi người, tụi mình đang ăn Burger King. Burger không? Phiên âm tiếng Việt, phiên âm tiếng Việt Burger King. Rồi đây. Với giá 1 triệu. Ôi là trời, có tiền đô nãy không chịu. Một triệu mấy mọi người, ăn mấy 1 triệu mấy. Bữa hổm ăn đợt trước mà hả trong cái vlog trước ăn phở mày tao tức tao chửi cỡ đó rồi đó. Ăn có 700 ngàn. Mấy đứa? 700 ngàn. Tao với mẹ tao một kêu đứa. Tao với mẹ tao chứ hiện tại ăn 700 ngàn. Cũng tức hơi mà giờ tao không nghĩ. Tao nghĩ là giờ tao vô tao ăn hamburger 1 triệu mấy. Amy đang ngồi ở phòng chờ nè mọi người. Và trong chuyến đi Thái lần này thì Amy đi hãng Delay Airline nha mọi người. Em
bị hãng delay airline nha. Trời đất ơi mọi người, bữa hổm tôi hả, tôi đã nói là tôi sẽ không mắc lại cái sai lầm cũ là ăn đồ ăn trong sân bay nữa. Mà không hiểu sao mấy má này rủ ăn hamburger mọi người, cái giá nó gấp 2-3 lần ở ngoài nha. Có mấy đứa ăn có mấy cái hamburger 1 triệu mấy mọi người. Nói gì quên rồi trời, nãy nói gì trời. Chết luôn. Cái gì cái vậy? Quần luôn, tại vì Hoàng nó phải đưa Hoàng trả tiền, Hoàng trả cả thẻ nhưng Hoàng không có tiền. Ừ. Sao mình mới lấy cái thẻ của mình là cầm thẻ ra lấy luôn. Lấy cái thẻ của mình. Giỏi cái loại lấy cái thẻ này. Lấy cái thẻ gì? Thẻ màu đen giống như thế gì? Trời ơi, không có quẹ. Thẻ màu đen thì ai cũng biết rồi. Bình thường không có gì hết trơn, không có gì để khoe hết. Mọi người, thiết nghĩ là hả? Chụp cho nó coi. Lãm giọng gì vậy? Em mày muốn tâm sự một chút xíu trước khi mà đặt chân đến đất nước Thái Lan. Thì trong lần này về cái gọi là cái ngôn ngữ và giao tiếp đó mọi người, sẽ có một cái bước vượt bậc mới là bạn Hòa đã biết tên. Giao tiếp tiếng Thái Lan cơ bản nha mọi người. Đây, giao tiếp Thái Lan cơ bản Hòa đã có học một khóa học tiếng Thái rồi đó mọi người. Đó. Sau qua đi khạc rồi đó mọi người, kiểu vậy. Thì em mày thì cũng có học nha, học sơ sơ. Thì nói chung là hello goodbye này kia, ngoài hello goodbye thì yes no ok mày vẫn nói được bình thường, không sao hết trơn á. Em mày cũng nói được excuse me này kia nữa mọi người. Nói chung là cái vốn tiếng Anh của em mày là từ đó tới giờ là chỉ có nhiêu đó thôi đó, excuse me. Em mày nghĩ là vậy nha mọi người ơi. Và em mày cũng tâm sự với mọi người một chút xíu cái lý do chính để mà em mày đến Thái Lan, quay lại Thái Lan trong lần này á. Ngoài cái việc mà đi du lịch thăm lại nước Thái Lan đó mọi người, và thực hiện cái ước mơ là được đi Thái Lan chung với bạn trai nè đó. Rồi, và bên cạnh đó đó chính là đi đánh hàng mọi người. Tao đã từng nói cho tụi mày như thế nào, là bây giờ trong mỗi chuyến đi của tao, tao phải làm ra tiền, phải có tiền đem về tao mới đi, chứ bây giờ tao không có hưởng thụ đúng không. Đó, cho nên là trong cái chuyến đi lần này là chủ yếu là mình sẽ đi đánh hàng Thái nha mọi người. Đó, thì mấy bạn có thể hả qua Instagram Emmy Story để mà xem livestream của Emmy nha mọi người, để mọi người có thể mua hàng ủng hộ Emmy nha. Đéo lên nè, có mày rồi nè, chịu chưa. Ôi là trời, lúc mà bay quốc tế ăn tiền nữa lúc này nè mọi người à. Mọi người ơi, chung quy là delay bao nhiêu ta? Nói chung cũng là hơn một tiếng. Delay hơn một tiếng. Có cái chị này, bà đang đứng chửi khơi khơi nè. Chửi Vietjet chuyên delay, kêu nếu mà đặt vé 5 giờ thì 7 giờ hay cái máy bay. Đó, chửi quá trời. À, với bộ mày hồ đứng vậy thì mày chửi em. Với bộ mày đứng vậy mà hồ ừ đúng rồi đó chị đi. Ngồi ở đây nãy giờ mòn mỏi, mở mắt không lên, quá trời mệt. Rồi luôn, đó giờ nghe nói không lần đầu tiên được trải nghiệm. Cái ảnh giấy này là chuyên gia lừa đảo khách hàng, là cái đó không, nhà nước không xử lý. Hồi đó giờ lần đầu tiên đi hãng này. Mình đi qua tới bển sợ tối, nghĩ đi đâu. Khuya quá có nghĩ đi đâu chứ, tao đóng cửa hết mẹ. 2 tiếng. Đây mọi người, thêm một hành khách bức xúc về cái vấn nạn delay. Đúng rồi, chửi đi anh. Ừ, được anh. Thêm một hành khách đã bức xúc. Mọi người ơi, nãy giờ là rất nhiều hành khách hả phàn nàn cái vụ delay này luôn á mọi người. Người ta chửi quá trời vui ghê vậy. Nói chung đó giờ không bay Vietjet. Nghe đồn cũng lâu rồi mà lần đầu tiên thấy. Bây giờ nó đã tối rồi mọi người, 7 giờ đi đây tới 7 giờ bay qua bển mà tối quá là sợ không đi đâu được á mọi người. Rồi xu hết một ngày của mình. Delay kiểu này lỡ việc không tá chưa. Vị khách thứ tư đi chửi à. Đó. Chắc là người ta có việc gấp cho nên người ta cũng khá là bức xúc đó mọi người. Quá hay, mua vé 5:45, xuất sắc luôn. Mọi người ơi, tình hình bây giờ là chưa biết giờ bay luôn nha. Chưa biết giờ bay là giờ nào luôn. Người ta hỏi 7 giờ có chắc không thì không biết.
đòi tiền, tưởng chiếc xe đò hay gì đó. Chuẩn bị được bay rồi nha mọi người. Chuẩn bị được bay rồi nha. Phi hành đoàn. Ở đây ai cũng mừng chứ mọi người, giống như là hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 7 giờ. Nhưng mà cũng không thích được tại thời tiết xấu. Đúng rồi, một phần tại thời tiết xấu. Mình cũng không thích được đâu. Nhưng mà việc chết là nó từ đó giờ nó gì? Chào bé đi. Là người ta quay mày để cái khúc này hả? Nó chưa có đủ hit. Làm lại khúc khác đi. Mày đứng mày la lạc lên đi Hoàng. Trời ơi la trời. Không, để mày lại cái này, mày quay lại cho đây kể cho mọi người nghe. Hồi nãy tụi mình thấy một cái hàng rất là dài ở đây nè. Ừ. Không thôi là tụi mình lên máy bay đây giờ. Cái Hòa chính là người cái bà chị cái bóng á. Cái Hòa tự mà excuse me Hòa. Cái excuse me lại cái này lên đây nè. Năm đứa đứng chừng hưởng lên. Đứng lạc lội đó là quá trời dục. Đi không hồi nãy giờ xếp hàng đứng đó lộn thôi ta lên máy bay. Không cho mình đi. Rồi bảo không cho mình đi. Lấy được mình lường mình đi. Xong cái ta đứng hai hàng. Vì ta xếp hai hàng mà ta đi một hàng ở đây mà bà nội Hòa chạy lên trên này. Xong cái giờ năm đứa đứng đây luôn. Rồi xếp hàng lại từ đầu lên cuối cùng. Bê, coi tàu lao bê mặt cái bi dễ dàng lên đó đi vậy. Đâu bê dạng cái bi rồi mắc giải quá bà ơi. Đây là trò. Đi trễ xíu với mấy người đó vô cái hộp kìa. Đóng cái hộp. Nên nó tự vô cái hộp cho mọi người. Nên nó tự vô cái hộp. Rồi sao? Đóng cửa lại. Ngóng ngóng kìa, ngóng ngóng kìa. Giống như men cá, giống cái ly thia. Mọi người mình sẽ chung chuyển từ bến xe miền Tây với bến xe miền Đông nha. Không, đang đi xe buýt đi ra Chợ Lớn nè. Không, tụi mình đang ở trong hộp cá mồi nè. Hồi bữa hôm mẹ tao ngồi ngay chân chỗ này, mẹ tao nói cái xe đi vừa lộn tại lộn quên. Tốt tiền mua cái dòng Panorama, mấy người mấy chị mua dòng cho đẹp. An toàn. Con trai gì ngộ gì tưởng tượng mình đem vòng. Thì em bị với Hòa đang trong buồng lái. Nè anh, em chỉ anh để đồ lên trên mấy cái hộc nè. Anh mở cái này xuống, anh để vô. Để vô xong cái anh đậy nắp lại. Rồi, anh không, đi. Anh đẩy nắp lại. Anh mở cửa ghiêu, mở lửa ghiêu ghiêu. Đi vô. Em chưa chỉ anh để đồ hành lý cho trong cái hộp xong nữa. Nhưng mà giờ em chỉ lại nè. Anh để vô, xong anh mở lửa ghiêu ghiêu. Ngày nào chín anh nhắc xuống để miếng tiêu miếng hầm cho hôm, đúng không? Nhìn đó, đúng không? Lên máy bay được rồi nha mọi người. Hồi nãy giờ cái lốc này tao tưởng nó lạ hả? 30 phút rồi đó. Mà chưa qua tới Thái rồi đó, 30 phút là ở sân bay trong sau lần là phải che bồ cũng vậy chứ. Rồi mọi người, nhiều người nói là hả, lên máy bay thì phải im lặng này kia, không có sang này nọ. Nhưng mà thật sự mọi người, cái lúc này khi mà nó chưa cất cánh á, vẫn còn hả, để chế độ, chưa có mở chế độ máy bay với mọi người thì máy bay ai cũng ngồi, chứ không phải mình nên em mì đâu mọi người. Một khi nó cất cánh nó im lặng này, mình sẽ cầm luôn, không nói luôn, thật sự hứa với mọi người à. Nè, em mì ngồi cái cửa sổ nè mọi người. Cái cửa sổ nha. When y chặt tôi chặt. Here we go. Mày quay xuống mày hello Peter, hello Henry chứ. Mọi người đang kêu quỳ quạt. Quay xuống hỏi mấy người Thái đi. Trời chặt tôi chặt mở cửa tới mấy giờ. Quay xuống hỏi đi quạt. Mọi người bạn đây là mở người Campuchia. A few moments later. Are you ready? Đoán xem ai đã đặt chân đến Thái Lan rồi đây. Đùa quá mọi người. Mọi người, người ta sẽ phát cho mình một cái tờ khai để mình điền lên. Sawadika. Sawadika. Mày là khạp. Trời ơi. Ồ. Không, tao là Kha. Sawadika. Welcome to Thailand.
Vui quá đúng quá mọi người ơi. Nà ní. Trời ơi, thời buổi gì mà còn vụ này nữa trời. Welcome to Thái Lan. Mọi người ơi, vui quá à. Nôn hoàng, hồi nãy vừa mới đáp cái tôi nôn ơi là nôn gì đó. Ôi là trời, tao tưởng đâu là copy bài thời đi học rồi đó. Đứng viết cái nhập cảnh nè mọi người. Tiếng Thái, tiếng gì nè, tiếng Ngơ, tiếng gì nè. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Tập đó. Hang, tập đó tiếng Anh trước đi. Tập đó tiếng Anh trước đi. Ok, let's go. Okay. One, two, three, let's go. One, two, three, four, five, go. Sao chồng tôi bị giữ lại mọi người, chồng tôi bị giữ lại vậy? Gì vậy anh? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Chưa tới. Sao không cái? Ôi là trời ơi, tội nghiệp quá. Tao nói tiếng Thái tao mày hiểu. Quất 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 hay mày vậy nè. Ủa sao mày giữ lại nữa rồi? Phức tạp quá vậy ta. Nè, kể cho chuyện này nghe cười chết luôn nè. Nãy qua chỗ Thái Lan. Xong cái có cái máy mà lấy in dấu nằm dấu chân tay á. Xong cái hình tạp mà kế bên cái máy in dấu chân tay có cái bình nước rửa tay. Cái bà đó bà kêu chỉ nó lấy dấu chân tay cái nó xịt xịt nó rửa tay hoài vậy đó mày. Tội nghiệp chồng tao. Xong rồi nãy trong cái tờ khai nó không ký tên chị ơi. Hồi nãy trong tờ khai nó không ký tên nó. Xong cái tao giữ nó lại. Xong cái em không biết em đi theo mọi người nè. Xong cái đứa nó xong cái lẽ nói gì em á. Nói tiếng Thái không hiểu gì chứ. Mic không vô. Ông trả em mới kể chuyện với mọi người. Anh rửa tay trong chỗ Thái quen. Em sợ nó không biết không chết vậy á. Nó nói thì mình hiểu mà. Tại vì cái giọng, cái ngữ điệu nói của cái trang người Việt Nam nói tiếng Anh thôi à. Chết mẹ. Chết mẹ. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Sao vậy? Cái này là nó quăng rồi. Không, không phải móc, không phải móc. Nó quăng. Oh my god. Việc chết. Làm việc rồi luôn. Việc chết lần này hơi bị ok á. Bây giờ người ta đi qua bên Thái mới nói tiếng Việt, ta tỉnh bơ vậy trời. Cái gì? Họ nói tiếng Việt hả? Cà thơi lấy. Cà thơi. Dạ. Trời, ta nghĩ nó ta cà thơi trời. Đúng là chuyến bay bảo táp. Khoét cái này chắc con không lấy được cái gì đâu. Anh, excuse me, anh bóc. Anh bóc mày thấy nó xuất sắc chưa một lần nào mà rách cái vali xuống, tưởng vali bị chuột cắn. Vali bị chuột cắn thì mình nói là Mickey gì đi. Mickey ít bị chuột ăn rồi. Hoàng mày vô giọng mày nói cái vali nó bị mít kiếp không mít ki con chuột mít ki mít kiếp rồi. Excuse me hả? Đấy là những đám chuột chuột là chuột ăn thịt. Where is 7-Eleven? I'm hungry. So hungry, so khát nước. Ok, Kabunaka. Bây giờ không biết đi đâu luôn. Bây giờ đi nó dắt lên trên cái phòng mà bảo vệ rồi đó. Bây giờ ngồi lên ở chỉnh đi 2 tiếng nữa. Này dắt mấy đứa nhỏ đi phượt cấp mắt. Đi nè quả. Phượt Vincom. Phượt Vincom. Phượt Vincom. Vali của mình bị hiện điều an toàn.
mà có vali của chị thì thôi thôi biết không phải mouse mouse Mickey Mickey is final có nghĩa là công chúa đang hết chưa. Ơi đừng cười người hôm trước không sao cười người đó vô trọng rồi giờ là bị đưa vô đây nè bị đưa vô cảnh sát police Thái Lan bắt rồi nè. Thôi bỏ đi đem ra chỗ mấy tiệm sửa xe đó kiếm mấy chỗ sửa xe nó gắn bánh xe vô rồi đi tiếp chị đi chơi tiếp kệ đi không sao đâu mà quay lại khúc mà 2000 với 200 đồ nè xong cái làm cái chị làm chị này muốn xỉu nè làm chị này muốn xỉu tưởng đâu 20.000 bạc nè nè cái vali có 1 triệu bạc à đó bây giờ hình như là chỗ này nó đền rồi. Rồi nha mọi người, bây giờ ở bên sân bay bên này là xử lý là sẽ làm một cái biên lai để mà đi về Việt Nam đưa cho Vietjet để Vietjet họ refund lại cái tiền vali. Trời ơi, 10 điểm cho Vietjet luôn, lần đầu tiên đi cũng giống như là lần cuối nha, thật sự luôn á. Làm ăn hả, bê bối kinh khủng luôn á. Trời đất ơi, mọi người, cái sân bay này là sân bay lần đầu tiên mình đến luôn. Bữa hổm là hồi đợt trước là đi sân bay Đông Mường mọi người à. Nó, mẹ hả, cái sân bay này nó lớn quá trời luôn. Chắc sân bay này nó lớn hơn lớn nhất ở Thái Lan luôn phải không ta? Lớn quá trời lớn mọi người. Đi nãy giờ muốn mỏi chân nữa thấy mệt quá rồi, nghỉ chơi đi về đi. Mọi người bây giờ tụi mình sẽ đi tìm trạm BTS để mà kìa đi thẳng. Tìm trạm BTS đó mọi người hoặc là metro gì đó để mà tụi mình di chuyển vào trong thành phố. Và ở đó cũng chính là hả chỗ mà tụi mình sẽ nghỉ chân ở Thái Lan nha mọi người, khách sạn của tụi mình đó. Trời ơi, mọi người thấy gì không? 7-Eleven. Trời ơi, mọi người. Không hiểu tại sao mà Vietjet không cho một chai nước nào để uống luôn mọi người. Cả chặng đường đi vừa đói vừa khát luôn mọi người. Mọi người, nếu như mà mọi người xem vlog Amy kể về cái chuyến đi Thái thì chắc mọi người cũng biết 7-Eleven nó là một cái nét đặc trưng luôn á mọi người. Đồ ăn trong đây cực kỳ ngon mà mọi người thấy hả, ở bên 7-Eleven á thì ở bên Việt Nam cũng có đúng không? Nhưng mà đồ ăn nó ngon cực kỳ. Ngon tới mức mà mọi người hả bóc đại cái bánh nó cũng ngon đó mọi người, thực sự luôn á. Đi qua đây, bây giờ mình sẽ mua mấy cái đồ đóng hộp nha. Không, tại vì mấy cái món này nó có hạn sử dụng cho nên là chị sẽ chỉ mua. Vào ngày cuối cùng mà hả đi Big C em sẽ mua thật là nhiều rong biển về cho mọi người. Mọi người mấy cái này nó ngon dữ dằn luôn á anh. Mấy cái đồ đóng hộp này nè ngon lắm luôn. Em xin lỗi nhưng mà em ăn cái này đi. Em mua cho hai mình ăn chung ha. Em mua cho hai mình ăn chung ha. Mọi người cực kỳ đỉnh luôn, em thì đã từng được ăn rồi đó mọi người. Tiền gì của ai vậy? Cái này là bao nhiêu, cái này là được nhiêu tiền, cái này là nhiêu tiền Việt Nam vậy? Nghe cái này nè em. Cái này là 70.000. Cái này là 170.000. 170.000 hả? Ok. Ủa mày có tiền mà. Có tiền rồi. Không ít. 132.000 hả? Nhiêu vậy? Này đủ không? Sorry. Cái này nhiêu? 32 bạc, đi kiếm 32 bạc đi. Cái này nhiêu? Ủa nhiêu ta, là nhiêu ta? Cái này 500 rồi chị. Nhiêu gì trời, là như anh biết không dạ? Anh biết đi nha, em không biết đâu nha. 100 nên là 70. 100 là 70. Còn cái tiền bữa hổm mình đổi là bao nhiêu? 500. 500, đòi này là 500 nè. Là tiền cái tiền bữa hổm mình đổi đúng không? Dạ. Cái này tới 700 ngàn rồi. Ồ. Bữa hổm cái này 350. 350 ok. Mọi người ơi, y chang cái lần mà đầu tiên đến Thái Lan hả, cũng vừa xuống sân bay là tắt vô sân bay này Eleven để mà mua đồ ăn liền luôn á mọi người. Giống như từ lúc đó cảm thấy giống như là mình tìm được chân ái của mình vậy mọi người à. Nè, nhiêu vậy? Hôm qua tôi thiếu mày 200 bạc, trả mày 200 bạc rồi mày tính tiền uống mày đó. Mày là 260 bạc. Nè mày là 130 nô. Thế mua, yes. Mày phải biết xài tiền, cái này là mày là 132 là mày đưa 200 là người ta thỏ lại cho mày đô 2 đô á. Không biết đâu nha. Ai này nãy mới kêu đi, ngoài gì đưa cho em hai cái tờ đó xong cái em đưa hết cho bà. Em đưa hết luôn chứ em biết gì chứ. Trời ơi. Ừ đúng rồi, nãy mày nói mạnh ai đấy mua mà sao lưu mua tiền mà. Thôi. Sao anh ngon không? Không biết mà. Ngon lắm hả? Siêu ngon hả? Cái gì anh? Nho.
Hoàng ơi, mày nhớ cho kỹ cái khúc này nha Hoàng. Mày nhớ cho kỹ khúc mà mày cần một đồng người ta đưa một đồng liền nha. Và một hồi khi mà tính tiền mày đừng có kiểu. Ôi trời, nó kêu hả, nó mạnh tiền ấy, sợ lu bu. Trời ơi, người ta hả, mập mờ giống nó rồi quá. Khẩu trang nè, khẩu trang full face nè. Khẩu trang full face nè. Khẩu trang này là nó không có bị đen cái óc nè. Đúng rồi, không bị đen cái gáy. Ê, đen cái trái. I can't buy it. Trời ơi, thấy chưa, người ta có một cái mà người ta còn hả chia sẻ với nhau, nó ai như thằng chó đó đâu. Nó kêu tiền mạnh ai nó đi sợ lưu bu. Mà đã mình không có đủ tiền mua rồi. Mọi người ơi, ở bên này là vẫn còn quy định là phải đeo khẩu trang nha mọi người. Cho nên là mình sẽ đeo lên. Mọi người biết ở đây là ở đâu không mọi người? Hả? 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 Mày phải kể cái kỷ niệm ở ngay tại chỗ này, Khánh Vy nó nằm dài ra. Đúng rồi mọi người. Trời. Mọi người, đây chính là hả trạm tàu điện của Thái Lan đó mọi người. Thì một hồi nữa tụi mình sẽ đợi tàu ở đây hoặc là BTS hoặc là... Ủa chị mình đi BTS hay là đi Metro vậy? Cái gì? Ủa? Đi cái gì? BTS. BTS hả? MRT. Còn Metro là ở Việt Nam hả? Metro Việt Nam chưa xây xong. Metro Việt Nam chưa xây xong nha mọi người. Thiệt luôn á, em thì rất là mong chờ cảm giác mà được hả đi lại cái tàu điện đó mọi người. Mọi người, tàu tới rồi nè mọi người. Anh, lần đầu tiên anh được đi cái này á, anh hồi hộp không? Vui quá. Đi chơi với mày vui quá. Hỏi nó thấy lần đầu tiên được đi cái này, thấy nó hỏi nó cảm thấy sao, nó thấy bình thường. Vô. Mình sẽ đi từ đầu chạm tới cuối chạm luôn á mọi người. Thật sự luôn hả? Ăn là kỳ lắm á. Ăn là kỳ lắm á. Thôi khỏi ăn mọi người, về khách sạn ăn. Mọi người, cái cảm giác này cuối cùng cũng có lại rồi mọi người ơi. Vui quá. Đi nhanh lắm đó, dù luôn á. Mày đang giả bộ đúng không? Mày thấy bình thường mà. Nhí hả? Giả chân vậy. Anh không hề đáp lại cái sự hào hứng của em gì hết trơn luôn. Anh nói bình thường. Hay quá. Cho mày 10 điểm. Ủa, ô lông có giống không? Giống, y chang. Ô lông Thái Lan mọi người, ô lông Thái Lan. Nói chung á, cái vị á thì y chang ô lông Việt Nam mọi người nha. Nhưng mà có cái chữ là từ chữ Thái nha. Ok. Em mới nói chuyện với anh phải kêu ký cánh. Cái vali qua trước, bỏ quà lại, bỏ quà nó lại. Cái vali qua trước. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng ra đường phố Bangkok nha mọi người. Đi Thái là có 7-Eleven tài trợ nha mọi người. Mẹ vui quá. Mọi người thấy nè, quay cho mọi người coi này nha. Có nghĩa là bây giờ ở bên đây á, cái phương tiện di chuyển chính á, phương tiện di chuyển mà gọi là phổ biến á mọi người, đó chính là những cái con tàu trên không chỗ này nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, còn thôi là người ta đi xe hơi. Cũng có xe máy nữa mọi người, nhưng mà không có nhiều bằng Việt Nam mình đâu. Người ta đi xe rất là nhiều cho nên là hả, đi xe hơi rất dễ bị kẹt xe mọi người. Đang điêu với taxi đằng mà đi về khách sạn.
có thể mọi người không biết nha, nhưng mà ở bên Thái Lan á thì cái vô lăng á là nó nằm bên phải, giống như bên Mỹ vậy mọi người, nằm bên phải chứ không phải bên trái như Việt Nam mình đâu nha mọi người. Đó, mọi người nhìn làn đường nè, nó là người ta đi bên tay trái nha. No. Qua xong lại quanh chú Di Phong Phai Go đi. Ok, bây giờ trong lúc đợi taxi thì mình sẽ ăn cái này liền nha mọi người. Mình nôn dữ lắm rồi. Cái này là nuôi trộm thì hả, mấy cái tiệm mà hả cửa hàng tiện lợi bên Việt Nam cũng có mọi người, nhưng mà em bị ăn một lần em bị nhớ tới bây giờ luôn mọi người. Ăn hồi 3-4 năm trước á. Sao chị? Em với Tài đi chung này đây, cho chị đi chung với hành lý. Em với Tài đi chung với mày. Ok đi. Vừa lên xe vừa ăn được không? Được rồi, ăn đi. Ok mọi người, em bị hồi hộp không? Dạ mình sẽ ăn nha mọi người. Không biết nó có còn cái hương vị đó không? Cười ngang quả nó tiếng Anh kìa. Nó nguội bớt rồi. Hồi nãy ngon hơn. Cái đây thăm bà. Hết rồi. No, no, yeah. Nè cái này được không? Cái này nhiêu? Cái này 100 ngàn. Cái này gì? Cái này là dư. À. Rồi tới rồi, đi xuống. Thank you. Kapunka. Cảm ơn chị. Anh mới là Kap, em là Kha. Tụi mình đang check in nhận phòng nha mọi người. Đây sẽ là khách sạn của tụi mình. Chú Win. Sorry. It's my name is Yang Hoa Hun. Hoa. Me. Yes. Me. Tú Quyên, yes. Three room. Three. Sổng đó, sổng. Yes. À. 2000. 1000. True, 100. 100 đúng không? 1000 là 1000. 1000. 1000 bạc. Số tiếng Việt tao còn không biết, nó hỏi tao tiếng Anh. 100. Ta chỉ biết hungry thôi, ta chỉ biết đói bụng thôi. Hungry. Ok. Phòng này chúng ta còn ăn chả ơi. Name is me, it's me. Three room. Yes, three room. It's me, it's me. Yes. Three room. Yes. Thấy rồi, thấy mày không? Em biết chia rung luôn á. Hồi nãy ông kia, tới khúc kia ngã ba á, ổng cứ hỏi nói cái gì á, ý ổng là chạy thẳng hay là quẹo. Mà chỉ có mình em thì biết thôi mọi người. Có nghĩa là mọi người biết sao không? Mình học lý thuyết là một chuyện mà có gọi là cái IQ của mọi người, mà khi mà gặp cái tình huống đó mọi người suy nghĩ ra được người ta đang nói cái gì là một chuyện khác nha mọi người. Nó. Em thấy mày giỏi mọi người. Xong cái em thì biết là ổng hỏi chạy thẳng hay là quẹo mọi người. Xong cái mới nói là đi thẳng. Cái gì thông minh không? Chị học, dù chị cũng học nhanh vậy lắm đó. Thế mày phải nói chi rum, nãy giờ ổng tưởng hai cặp là hai phòng. Cái của tao đặt có hai đêm mà riêng. À. Thì nói chung nãy giờ bốn người cũng tưởng hai phòng. Là phòng 306, phòng của tao là tao sẽ ghép phòng lại. À ghép là chat. Chat hả? Rat. 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 Thùng rat. Rush. Rush. Thank you. Khạc buôn khờ. Ông nhìn cái bậc giác. Ngôn ngữ thì động từ tu quơ. Quơ quơ gì đó. Body language. Việt Nam. Ủa hiểu hả chị? Yeah. Việt Nam. Việt gì? Việt Nam, yes. Saigon, yes. Saigon. Yeah, Saigonese. Hồi nãy cho ông đó nữa là tre. Ông đọc là tre. Tre, biết tre không? Tao đọc tre, mình thẳng tre. Tre đúng không? S-T-E-I, tre. Ủa, tre lại lột về vậy ta, tre. Ông không,
mẹ nói ông đi cà te cà te. Ông nói cà te cà te. Xong cái mình không hiểu mình đúng hình luôn á. Không, xong cái anh Tải nói vậy cà te là đi thẳng, gì cà lui là đi lùi. Anh Tải nói cà te là thẳng, gì chắc cà lui là lùi. Ra khiên đồ vô tiếp. Rát. Ủa rát đúng không? Rát mà. Hình như chat hay sao em ơi? Tại chị hay làm việc máy tính, chị biết chat là thùng rác á. Đúng không? Đúng rồi, chat. Rác. Ờ. TR là chat chứ. TR chợ 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 e xe thì là chờ. Chat. Chat. No chat. Trash. 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 Ok. Đầy đủ rồi, đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cho Hòa ra. À cho Hòa ra hả? Goodbye, see you later, 1 minute. Đi 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 chứ chị. Mình chú ăn gì mà. Tối hả chị? Ồ. Đâu đẹp không? Tiến nó lên. Ok. À nè, hồi nãy giờ tụi tao ngồi đây nè, chat rồi kêu bỗng dục dùm tao bọc gác á. Cái tao nói là thùng chat. Thùng chat. Giảm dữ vậy bó. Ê, nãy giờ tao đang vui lắm nè mày. Ông đệ kia kìa, đi thẳng mà ông đập cà te, cà te. Xong cái, xong cái, xong cái anh Tài hỏi gì cà lui là đi lùi hả. Rồi, giờ vô thay đồ tắm rửa đi nghe. Thay cái quần sọt với đôi dép ra. Rồi hồi đó mình gặp lại. Ok. Phòng của mình ở đâu anh? Oh my god, tôi sẽ dễ thương quá à. Bây giờ sẽ là phần room tour nha mọi người. Một phần không thể thiếu mỗi khi mà mình travel vlog. Trời ơi. Đúng gu em luôn á. Nè vừa bước vào sẽ có tủ quần áo bên đây mọi người. Tủ quần áo có máy sấy sẵn rồi. Vậy mà mình còn đem máy sấy theo đúng không xã. Đây. Còn đây là nhà vệ sinh. Ơi cái phong cách nó dễ thương ghê luôn mọi người. Cái trần nó thấp thấp á. Cái trần nó thấp thấp á mọi người. Cái phong cách nó rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Đấy. Ok. Tiếp theo là một chiếc bếp nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi ở đây là có sẵn cái máy microwave nè mọi người. Rồi đi vô là sẽ một cái bàn. Ôi anh em thích cái kiểu phòng như vậy nè. Nó rất là ấm cúng luôn. Giống hình nha mọi người. Giống rất là giống trên Agoda nha. Nhưng mà có một cái điểm trừ là nó hơi bị xa trung tâm. Cái trần thấp thì đúng kiểu nhà Thái Lan mọi người à. Đó. Ở ngoài này là một cái ban công. Đây là lần thứ hai em mì đi Thái Lan thì hả. Hai khách sạn em mì ở Thái Lan nó đều có ban công giống như vậy mọi người. Nó rất là ok luôn á. Ủa trời ơi lúa ghê vậy trời, lúa ghê luôn á. Đây cái ban công. Ủa sao ngoài này nó hơi mịt mù vậy ta. Người ta đang xây nhà mọi người à. Đó chiêu ghê ha, chiêu cái view nhìn ra là cái tòa nhà đang xây mọi người, đang xây dở. Rồi cái phòng rất là dễ thương mọi người. Mọi người biết em mình book cái phòng này một bao nhiêu đêm không? 500.000. 500.000 một đêm. Mà có một điểm trừ đó quá xa mọi người, nó chỉ gần chặt tôi chạc nè, gần Central World thôi. Đó, chứ nó cũng hơi là xa trung tâm đó mọi người. Hồi nãy BTS đi không tới, tụi mình phải book thêm taxi. Đi vào đây là 20 phút nữa đó mọi người. Dễ thương ghê á. Rồi. Đầu vlog tới giờ cũng đã rất là mệt rồi. Bây giờ hả em sẽ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi thay ra một chiếc outfit mát mẻ hơn để mà chuẩn bị đi ăn tối nha mọi người. Vào lúc 12 giờ khuya tại Thái Lan. Rồi đây mọi người, đi du lịch rồi vẫn phải đem máy ra để mà upload nè. Vẫn phải làm việc. Vẫn phải làm việc nè, con người một công việc nè. Là một tay hoàng nâng. Đúng rồi. Hàng nút đi nút. Nè Hàng lấy về bỏ nút đi Hàng. Lấy bỏ nút đi thiệt á. Ờ hút nhiều điếu đi Hàng. Bây giờ là mọi người chuẩn bị đi ăn tối giờ 12 giờ 1 giờ đêm rồi. Đang kiếm cho anh. Đi ăn mà mặc đồ đẹp vậy. Không, mà tại hai chồng tôi đích có. Hai chồng tôi đích có. Nè hai chồng tôi đích có nè. Đích có màu hồng. Thấy vô Hoàng bởi tôi nói hả? Không có Hoàng không biết sao mà quy sống tới ở Sài Gòn tới giờ này luôn. Hoàng thật sự rất là may mắn luôn. Thật sự mà Hoàng rất là tài năng nha. Thấy xấu xấu thì hơi tài năng lắm mọi người à. Trời ơi. Cảm ơn nha Hàng. Hút thêm điếu nữa đi Hàng. Hút rồi. Hút được 10 điếu đi Hàng. Gì nữa rồi nè. Thôi nào. Nghĩ này hung dữ quá à, trời. Thằng Tài mà nạt tao có là ăn bật tay liền. Vợ con là phải dây. Xin lỗi em.
Hèn. Hèn. Ơi, ra đây tao nói cho nghe chuyện này nè. Ra đây nói cho nghe chuyện này Hoang. Ok mọi người, bây giờ tụi mình sẽ bước xe để mà đi ăn tối nha. Ở gần chợ chặt tôi chặt nha mọi người. How much? Chưa taxi. Yes. Yes. How much? 100. 1,000 hả? 1,000 là mấy? 100. 100 là nhiêu là gì? 70. 70,000. 70,000 cho dồn hết vô đây được không? Okay. Six people. Six people, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, go. Yes. Yes. Okay. Ok. Hoàng với lại Hoàng ở chỗ nữa. Hoàng. Hoàng với Hoàng. Không. Chắc là anh Tài với tao kỳ lắm. Không lấy cho Hoàng với Tina đi, Tina ngồi lên đùi của Hoàng. Hoàng. Bây giờ. Ngồi lên đùi giúp đi, ngồi lên đùi giúp. Vậy Út vô trước chứ, Út vô trước. Dân chơi. Quickly, quickly. Nói được không? Không phân mì. So với đi. 100 bạn. Quá trời bắt cười rồi, từ từ đợi tao chấm xíu. Nút lửa luôn. Nút. Nó phải khó. Cái bò tao rồi. Ủa kiếm có phong kiếm hoài luôn đủ má. Thì cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng hai vợ chồng em Phạm Bun Thà. Cảm ơn mọi người đã đi qua bên Thái Lan để mà đi đám cưới hai chồng em nha. Thì tối nay dắt mọi người, sau khi mà đãi bạn đãi nhà hàng xong thì hả, dắt mọi người đi ra chợ ăn. Ôi, nữa. Vui chết luôn rồi, đâu phải đi túc túc mới vui đâu mọi người. Ê, túc túc vui dữ luôn á nha. Mà chắc không có chỗ cho tụi mình nhét đâu, nguy hiểm lắm. Ngồi không có một hồi không có mà ghim vô rồi đó nha. Ghim vô rồi đó. Chích vô rồi đó. Đây nè, cho tôi chạc nè. Ai phải không nào? Phải không? Phải cho tôi chạc không? Như bữa tao đi xuống hè lần rồi. Cái này chạy Bình Hưng Hòa. Cái này chạy chạy Bình Hưng Hòa. Cái gì trời, đi đâu vậy? Chết mẹ. Thôi bọn mẹ. Chạc tôi chạc close your book. Close. Chạc tôi chạc close your book, open your book. Chùa. Ha, chạy chiếc chạc ở đây. Where do we go? Nói gì ạ? Now where do we go? Chờ, mình đi đâu? Bây giờ đi đâu nè? Ok, 7-Eleven. Nó đóng cửa thiệt hả? Ừ, quá, chạy tôi chạc nè. Phải không? Nè là cái này nè. Kẹo chú chặt mắc kịt mà. Mắc kịt mà mắc kịt nai á, chợ đêm á. Local brand. Ủa gì vậy ta? Mỗi thùng cái gì? Chua clock. Ok. Where? How much? Where? Restaurant. This restaurant where? Anh Duy bây giờ nào á, ông đang đi go find cái food cho mình. Ok. We go where? Now. You mắc cây, you mắc mì. Quê quá hả? Mắc kịp. Mắc kịp là gì? Chuột gạo. Yes. Ông sẽ chờ tụi mình về nhà. How many km? Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Trời ơi, giỡn hoài. Đúng rồi, chờ tôi chạy đóng cửa chưa rồi. Ủa, why chặt tôi chặt close open. Bắt hỏi mấy giờ mở cửa rồi. Không, tao đang, hỏi, tao đang hỏi. Tao đang hỏi tại sao đóng cửa giờ này. 12 giờ 1 giờ ai mở cửa mẹ.
Oh my god. Oh my god, Kha. Because talk là cái gì? Nghe là cái gì? Nghe là listen, cái gì? Listen. Because I listen đồn đại là chặt tôi chặt. Talk to talk. Overnight. Oh my god. Surprise. Oh, I'm so surprised. we go to Campuchia. We go Campuchia thẳng tiến. I want do cà phê. Giờ mình thấy mình muốn làm gái thì dẫn mình đi đâu đi. If suy nghĩ là gì? Ok, thằng quản ok ăn kèo gì kìa. Thằng quản ok ăn kèo gì kìa. Suy nghĩ ai thêm chị. Ý là hôm đó là trên này sẽ có đồ ăn. Không, bây giờ hỏi á, if you suy nghĩ là gì? Think. If you think á. Không, thì nếu như bạn suy nghĩ thì bạn đứng một chỗ chứ đừng có chạy tốn tiền. Thì kiểu vậy sao vậy biểu không ạ? Biểu không Hoàng? Thì nếu như mà bạn muốn suy nghĩ thì bạn đứng một chỗ. Do you know cô béo Kim Giang? Yes. No. Ai? YouTube. Yes. Cô béo Kim Giang. I don't know. I biết YouTube không chị? You don't know thì ai cũng hiểu. You know Khánh Duy Nguyễn. Bé gì cơ bác? À, bên đây hồi đó Cà Thới, bé gì Cà Thới? Bé gì Cà Thới? Bé gì, do you know bé gì Cà Thới? Ông trời, trên này mà đủ có đi ăn cây luôn. Ồ, quán ăn là gì? Restaurant local. No, no khách du lịch là gì? Đông hả? Đông people travel. Đông people travel. I want go to restaurant local. Cái gì? Trời ơi, people travel. Thằng ác nó nói cái chat mà nó cãi với tao rách. Thì rách cho tao. Nhưng mà nó là chat. Tại vì tao hay xóa clip đó. Thì tao biết cái từ chat mà. Mà nó có nói tao rách. Không lẽ từ tiếng Anh với Việt Nam nó sai với nhau chữ tờ chữ cờ sao? Seafood no. Đường phố là gì? Jet food. Tì thi. Gọi tì thi. Không thiệt. Thật ra tại vì mình cũng có được đi học mà quà. Chứ mình nghe cái gì sao không biết chứ mấy cái từ tao biết. Ok, 200 bạc là nhiêu? 140 hả? Ok, thank you, Kabulka. Do you subscribe YouTube me? Do you subscribe YouTube me? Vietnamese people cái gì đó. Mọi người không hiểu sao Thái Lan em mì cũng nghĩ là phải overnight mà không hiểu sao chợ tiệm đóng cửa rồi mọi người, cho nên là sẽ ăn ở đây nha. Ok mọi người, cho mọi người coi quán ở Thái Lan nè. Nhìn anh đất. Gái đẹp chưa, gái đẹp rồi. Hả? Không, tào lao. Gái đẹp bên tiếng Thái hình như nhỏ này mặc nhiều. Mì trộn à, không, cái này nè. Noodle. Nè, bánh nước. bánh nước. What water? Trà đá là gì? Ice. What water? đèn Thái hay đèn ở tôn đảng gì trời? Cái gì tôn đảng? Ủa hồi nãy em cầm khách sạn nhiêu vậy mà? 2000. Hào quá.
thế nào nó là nó muốn thế nào thế nào cho mày thế nào sao nó có overlight ôi cái khúc hòa nãy ở trên xe vui lắm luôn ta năm triệu phú nguyên nè giờ trả em 200. Ê anh ơi không biết tiền á tụi nó dụ mình không biết gì đâu nha. Nó kêu đương nhiêu là đưa giá như thôi miên giá như bùa mình chứ như nó bùa mình á. Nguyên 50 em có 50 khó lại không có 50 không ở trong phòng mình nó vô thiếu đi tiền nó vô thiếu đi hồi nãy ai đưa tao tiền gì nữa đó có 100 60 là nãy nè em giữ 10.000 của Nguyên nè 10.000 này đi. Ê, chơi bắn cá ông biết tính tiền nó đưa hết trơn tiền cho người ta không mà đừng có đưa tiền cho Nguyên. Bây giờ có nghĩa tóm gọn là thiếu của Nguyên tàn khẹp quân khà đồ ăn của tụi mình ra rồi nha mọi người. Tao ghê vậy trời. À cái này là thịt heo xào dùng lá quế đúng không? Cái cá luôn á thịt heo quay lá quế kìa. Ừ nó đạo vô lá quế nó kêu cay. Ok. Thank you. Tôi nghĩ tao không ăn được cay. Mà đủ quá nghe không? Không vậy. Cái nhà mà nắng đó không kìa. Trời má nó cay. Đồ ăn của em mì ra rồi nè, bây giờ em mì sẽ thưởng thức thử nha. Cái này em mì gọi là nó giống như là cái cọng bánh ướt vậy mọi người. Nhưng mà nó sắc nhỏ ra thì giống như là cọng hủ tiếu nha mọi người. Đó, còn súp đó thì là súp tôm dùm. Đó, thì theo giống như là họ cái sự trải nghiệm với mì hồi năm trước á em mì ăn súp tôm dùm mì không thích lắm mọi người tại vì nó em mì cảm thấy nó có cái mùi sữa cơm mà nó vô em mì không thích lắm đó, mọi người bây giờ mì sẽ thử lại nha mọi người tại vì á hả năm trước xin cơm cái gì đó kìa năm trước đi thì em mì gặp số trục trặc là em mì bị đứt cái lưỡi á mọi người em mì thưởng thức ăn không có được đó cho nên bây giờ em mì quyết định là sau cái lần này quay trở lại thì phải ăn thật là ngon mọi người phải thưởng thức mọi người à bây giờ mì sẽ thử cái nước nha mọi người cay giá mà chua cay chua chua cay mà đúng đúng kiểu mà over kiểu mà đúng chua đúng cay luôn nha mọi người ơi sao ăn không được quá à cay quá à mỗi mình đi ăn gì mình dành đông spicy ớt là cái gì chili đây mọi người cái này không biết cái gì nữa chả cá đây mình mở tè chớt em ăn không được rồi em ơi hồi nãy trong đó có cục ớt luôn không vớt ra học em không thấy cục ớt luôn nó không phải giống một đống giống tia nha hồi nãy không phải là tại nó cay mà tại cái nước súp này em ăn không được rồi chớt rồi đi Thái mà không ăn được tôm dùm mà à kìa lẩu Thái đi kêu cái lẩu Thái lẩu bò gì em không nhận gọi món này không ơi kìa ơi người ta nói tiếng Thái kìa giống như là con phim quá giống như là con phim Thái quá mọi người biết không người ta sẽ nghĩ là ở bên Thái Lan người ta sẽ chuộng hoa hậu mọi người nhưng mà không nha ở bên đây người ta rất là chuộng diễn viên cho nên là đi đến đâu poster hay mấy cái biển quảng cáo to toàn là hình diễn viên không mà mọi người đảm bảo ai mà coi phim Thái hả là nhìn ra là biết mặt mấy người đó liền mấy diễn viên của đài CH3 CH7 rồi đó mọi người quen lắm luôn chớ rồi ăn không được rồi rồi che bồ lắc này tao muốn đi Thái dữ chưa tao muốn đi Thái ăn rồi dữ chưa chưa chứ ăn được à ăn cũng được mà tặng chưa ăn cũng được một con bé hả thua một người dân nói chưa chữ khoai phải lúc nào cũng là ổn đâu khoai phải tùy ngữ cảnh đúng không em trời ơi một con bé 2k5 nhiều khi là ok file là tôi ổn ok cái màn này cũ rồi thôi mua bản quyền chưa nói chung hôm nay đi Thái ngày đầu tiên thì mọi thứ nó bị ao ra khỏi cái plan ban đầu hết cho nên mọi người fail hết trơn từ đầu tới cuối nha mọi người mà thôi kệ nói chung thì coi như là đầu xuôi đuôi lạc thì mọi người ơi tính cơm tùm lum tà la chứ mình mấy gì trời không chứ cơm ngon hơn nữa chứ mình phải đi gắt lên nhìn miệng mới được nhìn nó mới nhìn cái lưỡi ngon không ngon thấy ai ăn thì chị á ừ mẹ bây giờ nhìn miệng chứ đừng coi menu ta kỹ thuật tao ồ xài mấy bữa đó, nó đen thui à đây tụi mình mua một vài thứ để đem về khách sạn ăn mọi người à
Đây là cái bóp đầu hồn, em mua bóp màu hồng nè, dẫn lên nước gì. 70 triệu đi má. Này coi đâu, tôi giết bút bà rì kìa. Chị nó nát kìa. Đừng xài chứ tôi. Mày cho mua ba cái đồ chợ xài. Cảm ơn mọi người hôm nay đến dự lễ cưới của hai chồng mình nha. Đây là tiền phong bì. Tiền phong bì. À, Kabunaka. Sủi ma. Sủi ma là gì? Cạch thơi. Cạch thơi. Chị cười kìa quay. Hả, cà thơi nè. Không, cà thơi đây nè, cà thơi. Là bóng á. Để bắt taxi giống bên Mỹ đi. Nè. Bắt taxi giống bên Mỹ. Taxi dừng chân lại chút đi. Ồ, lúc đó chạy ghê lắm em, chắc khẽm ghê lắm. Bởi vậy muốn di chuyển nhanh thì đến túc. Rồi túc nó mắc. Đợi tôi một chút thì là gì? Waiting. Wait for me. Wait for me. Vậy giờ hỏi Google Maps. Go to Google Maps. Google Maps. Ok. Go to Google Maps. 4 km. 4 km. 4 km. Ok. How much? 100 baht. Là 100 baht. Ok. 6 people. 6 people. Wow. Ok. Please. Biết rồi, tôi biết là khúc nào rồi, nhưng mà nó chịu 6 người nó muốn 200. Rồi. Rồi, ok, thank you. Không phải ai người ta cũng chở đâu. Ai chở đi. Ok. Thiệt luôn á, kệ đi. Ok, ha. Yes. Cứ cũ đi. Rồi vô cái đội hình cũ đi. Cầm đồ. À, thì các bạn có thể thấy chiếc xe này nó mang một cái kiến trúc mà gọi là một cái kiến trúc mà rất là vật chất nha. Đó, thì đó. Thì chú này nói chung là cũng một người mà sống theo cái tư tưởng mà vật chất tạo nên ý thức nha. Vật chất tạo nên ý thức nha. Nè, hãy nhìn lên trên bầu trời của mình đi Hoàng. Hãy nhìn lên trên bầu trời. Đây, nhìn lên trên bầu trời Hoàng ơi. Tiền Việt Nam kìa mọi người, 5.000, 5.000. 5.000 bên đây nữa mọi người ơi, 5.000 bên đây nữa. 5.000. Việt Nam. Yeah, I'm from Korea. I'm from, yes, I'm from Korea. Chị Uyên, lần đầu chị lên vlog em chị có thả lỏng nha. Lần này cái gì cũng vậy chứ, lần đầu lúc nó sẽ bỡ ngỡ. Chị thả lỏng với chị đừng có gồng nha. Chị cứ tự nhiên đi như nhà mình đi. Không, chị quen rồi chị cũng gồng. Chị thả lỏng rồi. Ngồi không thấy một cái. Lên bài báo, cô béo Kiên Giang bị bắt tại Thái Lan. Ê, công nhận em đi đâu, em đi tới đâu em cũng lên cái bài mà có content cô biết gì vàng bị bắt. Hỏi ra sao tại sao chú cười. Rồi đó mày dịch đi cái tỉnh gì của Thái Lan. Lao. Lao friend, best friend Việt Nam. Hỏi coi tại sao chú cười. Why do you smile? Why do you smile? Rồi. Why do you smile? You can sleep. you can sleep khi chở chúng tôi. Yeah. Yes. Overhead. Oh, stop. Okay, thank you. Are they no stop? Okay, thank you. Okay, Kabunka, goodbye. No money. Run. No money. Aya. No money. Mình nhất mình không để cô ấy bị cụng đầu vô đây. You so much color. Bạn rất là làm màu. Ủa, Hồng Quả đi đâu vậy? Đi mua đầm, Hồng Hòa đi mua đầm. Hồng Hòa đi mua đầm, shopping. Chép. Nó đi mua đầm. Chép. Shopping gì? Shopping
là chết. Chết là gì? Cái đầm. Cái đầm là rét. 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 Quê ơi. Quê ơi. Shopping là chết. Tôi nói chết là cái gì? Cái đầm. Ủa cái đầm là rét mà. Chết. Ủa rét là người đỏ hả? Rét D-R-E-S-S. Ừ, chị bán quần áo, chị bán quần áo, chị hay đặt tên quần áo cho bằng tiếng Anh lắm, mày chị biết. Không, chết rồi mà áp lực. Mày nói là chết là cái đầm. Mà cái đầm là rét mà. À nói. Đây, đây nè. Hồi nãy nó nói tao nó biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Mày mới nhìn theo á, con Tina đi tiếng Anh được 7 điểm. Ông ngoại thưởng tao biết tiếng Anh có này có nào. Goodbye, good night. Chị thấy em nãy giờ 2 lần rồi nha. 2 lần rồi đó. Em là vừa chết mà em vừa chát. Em rát. Em chết chết chát chát chát. Đúng rồi mà. No, chát. T-R-A-S-H. Cái từ rát của con là nhát. Rồi, ngày hôm nay, ngày đầu tiên kết thúc tại đây nha mọi người. Good night mấy người này đi, ngày mai gặp lại. See you later. See you later. See you tomorrow.